một lần yêu. Khi biết yêu mơ mộng thật nhiều, mơ người yêu thủy chung, mơ tìm xuyên mặn lòng, trọn đời say ngẫu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như du hồn em mộng vang đắm say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đứng cắn đà hoa, người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm là lơ, không như ánh chiều trôi lời cho tươi đầu. Trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi, hoàng tử của em.
bên người, yêu thương như gió và mây. Từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến mất tâm. Thật đẹp biết bao dấu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến đánh thức con tim ngủ mê bao ngày. Thật vui rồi mỗi khi em yêu hơn rồi. Và ngày em đến dù tan màn đêm băng giá, ưu phiền cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường. Nụ hôn bất ngờ trong nhau ánh mắt mộng mơ. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời. Tâm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Thương nhiên
bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh qua trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mến mong. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, mùa mưa cầu che dấu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tâm lòng có chiếc xuồng. Và cũng như ngày hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm Canh Tý, cũng là ngày lành tháng tốt mà hội nhà trẻ đến đây xin phép chúc quý ông xin quý ông cho hội nhà trẻ chúng con xin phép chúc cái lễ nhập gia. Dạ rồi, con cảm ơn quý ông. Là để yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương ở. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc. Thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương hờ. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều ly.
Kính thưa quý hội đồng tuyển tập, thì ngay giờ phút này đây cho phép Dũng được làm đại diện xứ ngôn tạm thời của buổi lễ ngày hôm nay của hội nhà gái luôn nha quý vị. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng, ngày mùng 10 tháng 9 năm Canh Tý, thì hai bên gia đình cũng chọn được ngày làm tháng tốt để làm lễ thành hôn trai con. Thì ngay giờ phút này đây Dũng xin phép được trình qua phần nghi lễ của hội nhà gái. Thì phần nghi lễ gồm có 6 phần như sau. Phần lễ thứ nhất thì tăng nghĩa thông gia bước lên lễ đường để làm lễ thượng đăng và thượng hương. Phần lễ thứ hai, phần lễ chú rể bước lễ đường làm lễ ngôi của quyền, ngôi tam họ và ngôi trăm họ. Phần làm lễ thứ ba, phần lễ ông bà còn tại đường của cô dâu. Phần lễ thứ tư, phần lễ phụ mẫu mạng cô dâu. Phần lễ thứ năm, phần lễ bác chú thiếp cô cậu mọi dì dượng và các bác sư trong thân thức. Và lễ thứ sáu là lễ anh chị, chỉ xin phép kính trình chúng ta đồng tử tộc cho phép dùng được những hành vi thực lễ. Trước tiên thì mời tăng nghĩa thông gia bước lên lễ đường. Ôi đóa hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu nhỏ xíu, anh thương ở. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điệu đi qua câu. Nhỏ xíu anh thương ở. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điệu lý qua câu. Bằng lòng đi em, bằng lòng theo anh, bằng lòng đi em, bằng lòng theo anh, bằng lòng đi dù muôn trùng xa, khúc dân ca bắt cầu em tới, bằng lòng đi người yêu nhỏ bé nhớ thương nhau điều lý qua cầu. Rồi hướng dẫn tính này ông Tư luôn. Rồi ok. Rồi ông Tư uống cái bữa lễ ông Tư.
Ông Tư vậy thì nhận cháu là cháu rể, cho cháu được sai làm sao ông Tư? Cúi đầu đi. Phần tiếp theo là ông bà của cô dâu còn ai không quý vị? Đúng rồi. Con đứng sáng vô con trai. Chỗ đi chú. Chỗ đi. Phan Hàm Xui. Xui bà Xui. Nhìn thẳng máy nè, cầm cái ly đưa ra cùng vô cái coi. Nhìn cái máy nè. Nhìn về đây. Rồi đây luôn. Vũ chú để rồi. Thôi xin phép ông bà uống rượu lễ. Thì cái bậc con xin thành dưỡng dục con bà ở đây để cháu rể được đến đây để làm con của ông bà. Xin phép ông bà nhận cháu hai lại. Cháu lại để cuối đầu. Hai lần. Một cái nữa. Hai. Xin cảm ơn ông bà rất nhiều. Phần tiếp theo là phần bác xôi, bác ruột, chú thím, cô, cậu, mợ, dì dượng của cô dâu. Có không? Ngày hôm nay là cái phần nữ trang cũng như là việc thông dụng. Thì trước tiên là con xin phép thông qua cái phần tiền thông dụng là 20 triệu đồng tiền ngân hàng Việt Nam phụ cho hai lễ nói và cưới. Và phần nữ trang là gồm có 6 chỉ vàng, thì trong đó gồm có vàng 18 và vàng 24. Và phần tiếp theo nữa, ở đây là cha nuôi của Chí thì cũng có phụ thêm cho hai con là một cặp nhẫn cưới và một cặp dây chuyền để cho hai con nhận thêm vô cái phần ngày này. Diện cho cha nuôi của chú rể thì cái phần ông bà ở bên đây cũng có phụ là hai chú rể để mà làm việc. Thêm được phần đó thì có nói cái gì nó thì cha nuôi thì hai đứa gì tôi cũng mong đến ngày hôm nay là hạnh phúc cho hai đứa rồi. Lắp trình diễn thức quý vị. Nhất trai nàng anh không tự hào hoa. Nhất gái quê em quê kết con nhà. Tròn đôi tam nàng nà bông bưởi trắng. Tròn đôi chín vàng ô đen rất lặng. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Hào hoa những gái quê em quê kết con nhà.
giờ ra một giờ dở mâm chầu cho ngày hôm nay luôn như vậy. Dạ rồi. Thì trong cái ngày dở mâm chầu cũng như cái lễ ba bữa thì ông bà Nam chú ông có cho cô vô thêm một phần quà nhỏ nhỏ. Đúng rồi. Cũng hơi ấm ấm chứ. Đèn led mà. Thêm vô trong giấy. Chén một bé bự hơn nữa được. Mua cái gì thì mua. Rồi ok, cảm ơn. Mình phải cảm ơn mẹ con. Cảm ơn cha. Rồi xong. Rồi phần này bếp nhỏ mâm chầu. Trong đời buồn vui chia nhau, tình
yêu còn mãi niềm tin bên nhau, dẫu tát biên đông cùng cạn hòa chung câu ca, say đắm giai điệu hạnh phúc chào cô dâu xinh, bên chú rể anh tài cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Quê hương
Xin hân hoan chào mừng và chào đón tổng thể quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Lan Anh Thanh Bình cùng âm thanh ánh sáng ban nhạc Tuấn Hùng cùng nhóm thợ nấu Kim Biên xin gửi tất cả quý vị trong buổi tiệc ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe, lời tiếp đón nồng hậu và lời chúc mừng trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, ông bà ta thường xưa có câu như thế này: uống nước thì phải nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nước biển mênh mông không đong đầy bằng tình mẹ, mây trời lồng lộng không gửi kính công cha, tặng tạo sớm hơn mẹ nuôi con không lớn, mang cả tấm chân tình cha che chở đời con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xa, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, bởi vì lẽ đó con nào thiếu bậc làm cha và làm mẹ trong buổi tiệc ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị hướng mắt về sân khấu để chào đón ông và bà đại diện từ phía họ nhà rái chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời ông Kim Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Lan là song thân của cô dâu chúng tôi ngày hôm nay, cũng đại diện từ phía họ nhà rái. Xin mời tất cả quý vị hãy cho một tràng. Kính thưa quý vị thân mến, ông Kim Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Lan ở xã Bình Sương, Tân Châu, An Giang. Kể từ ngày hôm nay, ông và bà sẽ nhất định tham gia cùng với ông Nguyễn Văn An và bà Quang Thị Hay ở Tân An, Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An Giang, cũng tức là đại diện từ phía họ nhà cha đến từ ngày hôm nay. Xe cho thằng nào dành cho ông bà chúng tôi ngày hôm nay một tràng vỗ tay thật dài và thật giòn đấy ạ. Thưa quý vị thân mến, dây trầu quấn lấy thân cao, mẹ cha đã định em về với anh, hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Tình yêu là một sự tạo hóa và tiền đế ông trời đã ban cho người chúng ta sống cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc như thế này thì ai ai cũng phải yêu và phải thương. Và sự kết tinh trên tình yêu đó đường chúng ta ngày hôm nay đã tìm ra một nửa trái tim của đời mình. Và tôi tin rằng về đây quý vị đang nóng lòng biết bây giờ xinh đẹp như thế nào và chủ đề điện trai như thế nào, thì một lần nữa xin mời tất cả mọi người hướng mắt về sân khấu để chờ đón đôi Tân Lan và Tân Nương đẹp nhất, lộng lẫy nhất, hạnh phúc nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay. Đó là cô dâu Kim Thùy Bích Tiền Sánh Viên cùng chủ đề Nguyễn Minh Trí. Đời giáp tiếp theo cùng đắng cay biết chịu ngọt bùi sẽ chia. Được không Hải? Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2020, nhằm ngày mùng 10 tháng 9 năm Canh Tý, thì tại gia đình của ông Văn Tùng và bà Thị Lan có mở buổi lễ dư quy cho con gái của mình, đó là cô dâu Bích Tiền Sánh Viên cùng chủ đề Minh Trí. Thì một lần nữa là xin lời của gia đình xin chúc tất cả quý vị trong buổi tiệc ngày hôm nay có một buổi tiệc thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Mời lời chào cúi đầu trân trọng và nồng hậu nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay luôn ạ. Thưa quý vị thân mến, trong buổi tiệc ngày hôm nay gia đình chúng tôi có điều gì sơ sức, xin mọi người thân tình gia đình mà bỏ qua. Một lần nữa xin thành cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, và lên trong chương trình này nghi thức đầu tiên, xin mời cô dâu và chú rể cùng nhau rót cho mình chai rượu champagne tình yêu. Xin mời cô dâu và chú rể chung tay ta rót rượu hồng, anh chưa uống cạn mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu và chai rượu đầu tiên được khui ra, là anh xin thay lời của tất cả quý vị trong buổi tiệc ngày hôm nay và cùng âm thanh ánh sáng ban nhạc Tuấn Hùng cùng thợ nấu Kim Biên xin chúc mừng cho đôi chúng ta ngày hôm nay được sắc trầm máu hiệp, long phụng hòa minh, trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Rồi, ok. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, nghi thức thứ hai đó là nghi thức cô dâu và chú rể cùng nhau nâng đi đồ cưới của mình lên để cùng báo hiếu cho cha mẹ. Bảy rồi. Gia đình của mình luôn ạ. Rồi,
Xin mời cô dâu và chú rể cùng nhau nâng chén ly của mình lên để cùng bảo hiếu cho cha mẹ chồng. Xin mời cô dâu. Tặng con là con dâu ngoan hiền trong gia đình của mình. Và một bên có rể Thảo, một bên có dâu hiền. Kể từ ngày hôm nay gia đình của mình là một gia đình. Kết tình đồng gia với nhau. Kính thưa quý vị ơi, hiện giờ trước bàn quý vị là những ly rượu hoặc ly bia hoặc ly nước ngọt. Thì sau bài tình đến của là xin mời tất cả quý vị cùng nhau nâng chiếc ly của mình lên để cùng gia đình chúng tôi ngày hôm nay được tròn niềm hạnh phúc nha quý vị. Một, hai, ba. À, vâng, và buổi lễ năm đi rượu bài hứa thảo cho cha mẹ đã thành công tốt đẹp. Thì xin mời hai ông xuôi bắt tay với nhau à, dìu nhau xuống bàn tiệc luôn à, để cho đại khách xin mời ông xuôi à, bắt tay người dưới luôn à. Xin mời hai bà xuôi của mình bắt tay với nhau à. À, nghi thức thứ ba đó là nghi thức chiếc bánh kem hạnh phúc à. Bánh kem là biểu tượng cho tình yêu và sự tốt đẹp của đôi lứa. Thì xin mời cô dâu và chú rể cùng nhau các chiếc bánh kem hạnh phúc của mình. Hai lần các bạn yêu thêm nhiều. Rồi, hai đứa nhìn đây nè, chỉ đứng đầu qua. Đây, đứng đầu qua tí. Ok, ok. Ba lần các bạn và các bạn yêu. Và để minh chứng cho tình yêu đó, xin mời cô dâu và chú rể cùng nhau. Vâng, và buổi lễ đã khép lại thành công và tốt đẹp. Thì xin mời cô dâu và chú rể cùng nhau đứng giữa sàn khấu giùm Lan Anh ạ. Chú rể Minh Chí có nói khẽ mà lỗ tai của Lan Anh như thế này nè. Chị ơi, một hơi chị lên sàn khấu chị làm MC. Chị nói sao mà cho vợ em hôn em 1 phút 30 giây thật đậm đà và ngọt ngào để em cảm nhận được sự hạnh phúc với vợ em dành cho buổi tiệc ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, ông bà ta nói như thế này: hôn bên phải để con gái, hôn bên trái để con trai, hôn đâu để trai để gái con cặp quý vị. Hôn đâu à? Ai biết giơ tay giùm em được không á? À? Không ơi, hai đứa mình hôn trước đi. Ông cũng lành lắm, hai đứa mình hôn trước đi. Ông chụp hình ông cũng ghê, ông cũng tranh thủ đó. Xin mời cô dâu và chú rể đâu mặt với nhau 120 độ nè. Chậm thôi nghe. Rồi. 20 độ. Quý vị ơi, bây giờ Lan Anh điểm 1, 2, 3 thì quý vị cho một tràng vỗ tay thật dài và thật giòn để chúc phúc cho chúng ta ngày hôm nay được trăm năm hạnh phúc. Xin mời em nhạc công cho chị cái nốt nhạc nào mà nó dài dài khoảng tiếng rưỡi, chẳng hạn như cái nốt nhạc mà của Tài Thiên đi tỉnh kinh chứ bất giới đấy không. Quý vị ơi, Lan Anh điểm 1, 2, 3 nha quý vị. Quý vị chuẩn bị vỗ tay giùm em nha. 1. Hùng mời, hùng má bắt hùng lại đó. Cái bà cô dâu mới nói nè, hùng má được rồi anh ơi. Ai chịu hùng má? Hùng má tôi bắt hùng lợi, hùng ngồi tôi mới chịu. Không, hùng ngồi hả? Hùng ngồi đúng không ạ? Ừ. Đúng rồi. Hai đứa mình hùng trước đi. Quý vị ơi, là, nếu mà bà quý vị vỗ tay nha quý vị. 1, 2, 3. Vỗ tay quý vị ơi. Mới có đụng mà hung lại cho mấy anh chụp hình với phim ta kìa. Chưa dẫn nha, chưa dẫn nha, chưa. Hung lại. Hung lại, ừ. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, buổi lễ khép lại thành công và tốt đẹp. Lan Anh xin trả cô dâu và chú rể với vòng tay yêu thương tất cả quý vị ạ. Cô dâu rồi, hướng dẫn kính luôn 39 ơi. 9 ơi. Dạ làm tiền ha. Dạ đâu rồi. Dạ. Dạ làm tay. Dạ thấy quen quá. Rồi đưa mi con cho em, đưa mi con trong kính kìa. Không có nói gì không kìa. Đưa mi con trong kính kìa. Thank you.
Tết năm này quê ta quá chịu chơi, tiếng nổ vang ai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké, mừng cô sáu đậu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh Tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc hết như nhau, hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lâu. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn trai, chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám tôi mời anh một chén, nè cô sáu cùng ly ta rộng rèn. Riêng ly này tôi chúc chào tân làng, riêng ly này tôi chúc chào giai nhân. Chúc hết làng ta đều ăn Tết cái rần rần. Mình khang trang từng vần gã cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. Yo 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 yo, cô nào ở quá, anh nào ở giá, năm mới mừng ăn ra, tôi thề sông pha qua nhà mai mối cho ấm em cái tình già. Uống ly này ly tôi hết rồi đây nè, đám cưới vui ai đâu có la rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi sao, cũng ly với bà xui đi cái đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh lại cưới cho vui. Xuân của lòng ta là xuân của tuổi già. Lúc muốn tình yêu vẫn yêu một mình anh.
trái tim này không chỉ một người, dù phải xin cho được một người yêu vẫn yêu một mình anh thôi, vẫn yêu một mình anh thôi.
là một vì sao chiếu sáng wedding. Happy, happy 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 wedding. Dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi, yes. Chúng ta...